Kính thưa quý vị, bạch hầu là bệnh truyền nhiễm với nguy cơ lây lan cao. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bạch hầu là bệnh có tỷ lệ tử vong lên đến 20%, trong đó tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ, trẻ thanh thiếu niên ngày càng tăng cao. Vậy đâu là nguyên nhân gây ra bệnh bạch hầu, triệu chứng và cách phòng ngừa bệnh như thế nào? Xin mời quý vị cùng đến với phần chia sẻ thông tin của tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Trung Triệu, Phó trưởng khoa cấp cứu hồi sức tích cực chống độc trẻ em. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết bệnh bạch hầu là gì và nguyên nhân gây ra bệnh từ đâu ạ? Bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm trùng, nhiễm độc do vi khuẩn bạch hầu gây ra. Đặc trưng của bệnh đó là xuất hiện cái sang thương giải mạc ở trong mũi, họng, hầu, và cái giải mạc thì nó rất là dai, dính và lan nhanh, có thể gây bít tắc đường thở, tử vong. Ngoài ra thì vi khuẩn này nó tiết ra độc tố rất là nguy hiểm, làm viêm cơ tim không hồi phục, gây liệt các dây thần kinh cũng như tổn thương gan, thận và đưa đến tử vong cho bệnh nhân. Bệnh bạch hầu là một bệnh nguy hiểm, tuy nhiên có thể phòng ngừa được nhờ tiêm ngừa vaccine. Dạ thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết cái triệu chứng của bệnh bạch hầu là gì và những ai có nguy cơ bị mắc bệnh bạch hầu ạ? Thì triệu chứng của bệnh bạch hầu sẽ xuất hiện sau khi người không bị bệnh tiếp xúc với cái nguồn bệnh, là do cái người bị bệnh người ta ho hoặc hắt xì hơi, thì cái dịch tiết á, từ trong cái hầu họng của người bệnh sẽ văng ra, và cái người nào mình hít phải thì mình sẽ bị bệnh. Thì cái thời gian sau khi tiếp xúc mà bị bệnh là từ 2 đến 5 ngày, sẽ có biểu hiện là sốt nhẹ, đau họng, khó nuốt, khó ăn. Nếu mà mở họng ra dòm thì sẽ thấy có cái giải mạc bên trong. Cái giải mạc này thì nó mọc ra và nó phát triển, nó lớn lên rất là nhanh. Nó từ vị trí amidan này lan qua bên phía amidan khác và ăn ra thành sâu họng và gây bít tắc đường thở. Người bệnh sẽ không nuốt được, cho nên là ăn không được và thậm chí là nước miếng, nước bọt chảy ra bởi vì không nuốt được. Đau và mệt mỏi, và độc tố của cái vi khuẩn nó cũng tiết ra tại chỗ, do đó mà cái có tình trạng là nó hoại tử cái mô, rất là dễ xuất tiết chảy máu, và người bệnh cái hơi thở cũng rất là hôi, họ hầu như là không ăn uống được, và cái giải mạc gây bít tắc đường thở thì có thể gây tử vong trong những ngày đầu của bệnh. Ngoài ra độc tố gây viêm cơ tim và tim không có co bóp được, do đó là bệnh nhân cũng có thể chết, và cái độc tố cũng có thể gây liệt thần kinh, người bệnh không thở được thì cũng có thể chết. Biến chứng thần kinh thì có thể xuất hiện muộn hơn, trong những trường hợp bệnh không quá nặng thì có thể xuất hiện từ một vài tuần sau khi khởi phát bệnh cho đến thời gian là 3 tháng kể từ lúc khởi phát bệnh. Do đó đối với bệnh bạch hầu, đây là một bệnh nguy hiểm, là không những bệnh nhân có nguy cơ tử vong ở giai đoạn sớm của bệnh mà cũng có thể là tử vong ở giai đoạn sau khi mà xuất hiện rất là nhiều biến chứng do độc tố và vi khuẩn gây ra. Những đối tượng nào có thể bị bệnh bạch hầu thì tất cả những người từ trẻ em cho tới người lớn, nếu mà mình chưa được tiêm ngừa bạch hầu hoặc là mình tiêm ngừa mà không đầy đủ hoặc mình không tiêm nhắc lại đúng thời hạn thì mình sẽ không có sức đề kháng đối với độc tố, thì đều có nguy cơ bị bệnh và bị bệnh nặng. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ có thể chia sẻ làm cách nào để phòng ngừa bệnh bạch hầu và các biến chứng của bệnh bạch hầu ạ? Để phòng ngừa bệnh bạch hầu thì nó có các cái tình huống. Thứ nhất là khi mà mình tiếp xúc với nguồn bệnh rồi thì làm sao mình phòng để mình không bị bệnh. Thì là để khẩn cấp thì mình phải uống thuốc kháng sinh để mà diệt vi khuẩn. Và đồng thời là tiêm ngừa nếu như mà mình chưa có chích ngừa trước đó, hoặc mình chưa chích ngừa, chưa chích nhắc lại. Thì như vậy những cái biện pháp đó phải được thực hiện ngay lập tức, càng sớm càng tốt. Ngoài ra thì những cái chuyện phòng ngừa là mình phải phòng trước khi mà mình tiếp xúc với người bệnh hay là cái nguồn bệnh mà mình không biết, bằng cách là đối với trẻ nhỏ sau khi đẻ ra thì mình phải tiêm ngừa theo chương trình tiêm chủng của nhà nước, đó là tiêm mũi 6 trong 1, trong đó có gồm là có bạch hầu uốn ván, ho gà, bại liệt, viêm gan B, với lại là Haemophilus influenza B. Thì cái mũi 6 trong 1 này là sẽ chích lúc trẻ 2, 3, 4 tháng tuổi, sau đó chích nhắc lại khi trẻ 16 đến 18 tháng tuổi, và nhắc tiếp một lần nữa khi mẹ trẻ rời khỏi cái trường mầm non, tức là lúc trẻ khoảng 5-6 tuổi. 10 năm sau thì trẻ phải chích nhắc một lần nữa. Và cái trong cuộc đời khúc sau đó thì cứ mỗi 10 năm mình phải nên chích nhắc lại bạch hầu uốn ván, ho gà. Đối với người lớn thì sao? Nếu mình chưa được chích ngừa trước đó từ lúc nhỏ đi thì mình sẽ phải chích bạch hầu kèm chung với lại uốn ván, hoặc là kèm theo mũi uốn ván, ho gà. Thì mình chích theo cái lịch là 016, tức là chích mũi đầu tiên, rồi 1 tháng sau, rồi 6 tháng sau.
và mỗi 10 năm sau mình chích nhắc, thì để nó tạo miễn dịch bảo vệ mình được liên tục và kéo dài trong suốt cuộc đời. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến đây để cùng chia sẻ những thông tin về bệnh bạch hầu cũng như là cách phòng ngừa bệnh bạch hầu như thế nào ạ. Xin được cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, tuyến cuối điều trị các bệnh nhiễm trùng và truyền nhiễm của thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam. Bệnh viện điều trị các bệnh như sốt xuất huyết, sởi, viêm gan siêu vi, nhiễm trùng huyết. Bệnh viện có khoa khám bệnh chuyên khoa gan, ký sinh trùng là tuyến cuối của các tỉnh phía Nam. Đặc biệt, bệnh viện có khoa xét nghiệm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 15189, chuyên thực hiện các xét nghiệm kỹ thuật cao. Ngoài ra, bệnh viện còn có trung tâm tiếp ngừa dự phòng bệnh như uốn ván, dại, viêm gan siêu vi B, thủy đậu, ung thư cổ tử cung. Đây là địa chỉ uy tín trong điều trị bệnh và chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Để được tư vấn và đặt lịch khám, vui lòng gọi 1900 7297.